Nhanh đi Long ơi, hôm nay mình đi chợ đêm Bến Thành. Long xinh đẹp lắm rồi, không cần phải trang điểm nữa đâu. Dạ, con nghe nào. Ông nói sao? Nhưng mà cụ thể là ông biết chỗ nào không? Dạ, chỗ chú Duy chắc là không xa đâu. Vậy để con chạy tới đó rồi xong con sẽ báo cho ông liền. Dạ, con cúp máy nha ông. Dạ. Ta không đi chợ đêm sao? Bây giờ đang có công chuyện gấp lắm. Lâu với anh Thiện á, đi ra chợ đêm trước đi. Xong việc rồi đang sẽ gọi liền nha. Em đi trước nha. Đang. Ê, ê, ê. Trời ơi. Thiệt là lại là cô giám đốc nữa chứ gì? Trời ơi, cô ta hút hết hồn của Đăng rồi hả? Chắc kiếp trước Đăng bắt được cô ta hay là cả nhà cô ta sao? Trời đất, con sao vậy? Ông trả lời tôi. Có phải ngay từ đầu ông đã biết tất cả mọi chuyện không? Mà chuyện gì hả? Thôi vào nhà nói đi con. Tôi không dám. Có phải ông là người đã xúc mẹ đi nhị ba tôi đúng hay không? Phải. Nhưng mà điều gì? Nghe tôi hỏi tiếp. Ông cũng đã biết tôi không phải là con ruột của ba tôi đúng không? Hay vậy cả. Cô bình tĩnh nghe tôi nói nè. Ngay cả Khánh Vy cũng không biết được sự thật. Vậy là thật rồi. Tôi cứ hy vọng nhưng thật ra là sự thật. Hãy Vân à, nghe chú giải thích đi con. Tôi không nghe. Ông là kẻ dối trá. Tôi đã nói tôi ghét cái thằng dối trá tôi. Tôi đã bị rồi. Tôi không giận ông. Tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt ông nữa. Hãy Vân à. Phải cho chú. Mày quá, con đuổi thằng Lễ Vân giùm chú đi. Nó đi tập giùm chú rồi đó. Chú không biết cái con hả? Chú qua nhà anh kìa. Các Vy bây giờ chắc là rất hoảng loạn. Có gì tôi điện thoại cho chú. Đi đi con đi. Không được, bây giờ tôi bận rồi. Bác không nghĩ con cũng biết chuyện đáng xấu hổ của nhà bác. Năm xưa chính anh Kiệt thổ lộ với con. Cụ thể ra sao để mai mốt con sẽ kể tường tận cho bác. Tâm trạng của họ thế nào rồi bác? Thằng Kiệt đóng chặt cửa phòng. Hồi nãy còn nghe tiếng đập đồ, nhưng bây giờ hết rồi. Còn Khánh Vy tội nghiệp, liên tiếp chịu những cú sốc lớn. Quá sức chịu đựng của nó. Bác chỉ sợ tâm lý của nó. Hồi ba mẹ của nó qua đời, nó cũng y như vậy. Giam mình trong phòng 3 ngày liền. Nhưng khi đó nó chỉ là đứa con nít. Còn bây giờ thì bác sợ. Khánh Vy à, anh đến thăm em nè. Mở cửa ra, anh gặp nói chuyện một chút được không? Bác Phong và anh đều rất lo cho em.
là Khánh Vy đang khóc trong phòng. Cũng may là cô ấy còn tỉnh táo. Thực ra nãy giờ bác gọi nó nhiều lần rồi. Thôi, nên để nó bình tĩnh lại, con về nhà đi. Có gì bác sẽ gọi điện thoại báo tin cho con. Dạ. Con đi nha bác. Muốn liên cùng với tôi hả? Cô tưởng dễ lắm sao? Thì ra Khương Duy đã xúi giục cô hả? Em nghe lời của Khương Duy đó. Vì Hải Dân, chuyện gì em cũng dám làm cả. Kể cả nhờ giả Khương Duy. Mặc kệ anh thích hay không thích, nên không ký tên vào đơn, thì em sẽ đơn phương xin ly hôn. Với lý do là hơn 20 năm qua chúng ta đã không ngủ chung với nhau. Hải Dân không phải con tôi. Nó càng không phải là con gái của cô. Ông nói nè. Lúc này có phải ông nói tôi không phải là con của ông? Đứa con đập đó thật sự là con trai, nhưng nó chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, nó đã bỏ chúng ta ra đi rồi. Hải Dân chỉ là một con bé bị mẹ bỏ rơi trong bệnh viện, nên con đem nó thay thế vô. Tại sao vậy? Tại sao anh phải làm như vậy chứ? Tại sao vậy? Tại sao anh lại lừa dối tôi như vậy? Kể cả mẹ con Ngọc Trâm cũng bị cô lập cho bỏ đi. Cô chưa về lòng hay sao hả? Không phải. Không thể nào như vậy được. Alo. Dạ, em Nam đây sếp ơi. Tôi nghe, có chuyện gì không? Dạ, chủ tịch bên Phát Đạt là anh Thế. Có điện thoại tới để đặt một cuộc hẹn ạ. Bàn chuyện hợp tác với công ty Hân Thịnh đó ạ. Starlight có động thái gì về việc quỹ hợp đồng chưa? Dạ, vẫn chưa. Cũng đúng. Thời điểm này, hắn không còn tâm trạng đâu mà lo chuyện công ty. Được rồi, anh nhận cuộc hẹn đi. Nhưng mà các kế hoạch hợp tác khác tạm thời không đề cập đến. Lát nữa tôi sẽ tới công ty. Dạ, em biết rồi. Cô đã tỉnh rồi. Cô y tá, tại sao tôi đến được đây vậy? Đêm qua, bạn của cô đã đưa cô tới đây. Tôi mang thuốc vô cho hai người nè. Anh ta ngủ say quá. Lát nữa cô nhớ dặn anh ta uống thuốc nha. Cảm ơn chị. Đêm qua bạn cô đã đưa cô đến đây. Hình như là anh ấy đã bồng cô đi suốt cả một đoạn đường mưa. Lúc đến đây cô đã mê man bất tỉnh. Còn anh ta bị dầm mưa nên bị kiệt sức. Hải Dân không phải là con của anh. Thế là con của ai chứ? Thôi đủ rồi, hai người đừng có nói nữa. Ông nói nè. Lúc này có phải ông nói tôi không phải là con của ông? Hải Dân, Hải Dân, nghe mẹ nói. Hải Dân à, Hải Dân nghe mẹ nói nè. Hải Dân không muốn nghe chứ. Ngay cả Khánh Vy cũng không biết được sự thật. Vậy là thật rồi. Tôi cứ hy vọng
nhưng thực ra là sự thật. Hải Vân à, nghe chú giải thích đi con. Tôi không nghe. Ông là kẻ dối trá. Tôi đã nói tôi ghét những ai dối trá tôi. Ông thật là bỉ rồi. Tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt ông nữa. Hải Vân à. Đêm qua cô đã nhập mưa rất lâu. Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp, nếu không sẽ bị viêm phổi. Nhưng mà bạn cô không may mắn cho lắm. Anh ấy sốt rất là cao, bác sĩ đã chích thuốc hạ sốt cho anh ấy rồi. À, đêm qua anh ấy và cô không mang theo giấy tờ tùy thân. Có cần chúng tôi liên lạc với người nhà giúp không? Tôi không có người nhà. Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi rồi uống thuốc cho khỏe. Cảm ơn chị. Tối qua, trước khi mê man, người tôi thấy đúng là anh. Tại sao lúc nào cũng là anh vậy? Tôi thảm hại nhất, luôn là anh xuất hiện. Tôi không muốn. Thưa ba, con đi làm. Kiệt, còn tâm trạng đi làm hả con? Dạ tất nhiên phải đi làm rồi ba. Công ty không thể vắng người điều hành. Chuyện công chuyện tư cần phải đặt rồi chứ. Giả bộ bình tĩnh cho ai coi đây hả con? Vợ thì sốc mạnh, giam mình ở trên phòng. Còn con thì bỏ đi suốt đêm mưa gió. Bây giờ vẫn chưa về. Mày máu lạnh hay sao vậy? Hay tim mình trở thành gỗ đá hả con? Ông chủ, cậu Kiệt ơi, không xong rồi. Cô Vi không có ở trong phòng. Tôi nhìn thấy tờ giấy này nè. Hả? Tại sao hoàng hôn không còn lãng mạn? Tại sao mặt trời lại tối như vậy? Hãy dừng, không phải là con mình. Con mình đã chết. Mình là gánh nặng. Không sai, gánh nặng cho anh ấy. Một người vợ không thể sinh con. Một người vợ ngu ngốc, yếu mềm, không hiểu được chồng mà. Một người mẹ không lo lắng được cho con. Chẳng còn gì. Một tình yêu, một gia đình, một đứa con gái bảo hộ. Chẳng còn gì. Bác sĩ nói cô không còn sinh con được nữa. Hải Vân không phải là con của tôi. Gia đình này không có đứa con nào nói giỏi hết. Đứa con nằm đó thật sự là con trai, nhưng nó chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, nó đã bỏ chúng ta ra đi rồi. Hải Vân chỉ là một con bé bị mẹ bỏ rơi trong bệnh viện. Thank you.
toàn xong. Alo, là tôi đấy. Khương Duy hả? Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ ra một điều. Có thể là cậu đang ở bờ sông đó. Tại vì trước kia tôi có dẫn cậu tới bờ sông. Cái bờ sông đó nó ở gần gần khu vực quận 2 đó. Vậy hả? Được rồi. Tôi sẽ tới liền đó. Tôi sẽ tới liền. Khánh Vinh, em có thể đi đâu chứ? Alo. Alo, bác Phong hả? Bác đây. Tìm được quán chưa bác Phong? Chưa. Bao nhiêu chỗ Khánh Vinh hay lùi tới gần nhà, bác có tìm hết rồi. Khổ nỗi, thường ngày nó không hay ra ngoài. Khánh Vinh biết tìm ở đâu không? Tôi chào sao? Cô đã tìm khắp nơi rồi, mà vẫn chưa thấy. Con nghĩ là quái không tới chỗ của con. Bây giờ con lo lắm. Con sợ quái bị tai nạn đó mà. Chúng ta chỉ nhau hỏi thăm các bệnh viện xem. Hy vọng Khánh biết không sao. Đó có chuyện gì ông già nên thằng phải đặt hết nữa. Dạ. Vậy mỗi buổi chiều sau khi đi làm về, anh sẽ dẫn em ra đây. Chúng mình sẽ ngắm cảnh nắng tắt. Anh thấy sao có được không? Em không chịu đâu. Ủa, sao kỳ vậy? Em mới nói thích mà, sao lại không chịu? Anh nhìn em trán anh kìa. Nè chỗ này nè. Em phải chuẩn bị có thêm nếp nhăn rồi đó. Ngày nào, ông xã của em cũng đi làm mệt mỏi bao nhiêu công việc. Vậy mà còn về nhà lấy xe chở em đi ngắm cảnh nữa. Anh đi làm về mệt phải nghỉ ngơi chứ. Em làm anh hết hồn, còn tưởng là em không chịu đi chơi với anh nữa chứ. Mấy chuyện đó em đừng có lo ha. Chỉ cần được đi bên cạnh em thôi thì mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Thiệt hả? Vậy là hai đứa mình sẽ đi tới khuya luôn được không? Cùng lắm á thì ba với lại chú Sáu mắng cho một trận te tua vì cái tội đi chơi để cho ba với lại chú Sáu chờ cơm hả? Đó, em đi nha. Ha. Đừng có thấy cảnh dòng sông lãng mạn như vậy mà mê hả? Anh nói cho nghe nè, ở khúc sông này có nhiều ma lắm đó. Ma hả? Mà anh nói thiệt không vậy? Ma hả? Em sợ ma lắm đó. Anh không có nhát em đâu. Đây sông này vừa sâu, nước chảy xiết nữa. Cho nên có rất nhiều người ra đây tự tử. Nên có rất nhiều ma lãng vãng ở khúc sông này. Mà đa số là toàn ma thất tình không à. Mà ma thất tình đó thì thích những người đẹp. Ma thất tình hả? Như vậy thì em không sợ nữa. Anh biết làm sao không? Tại vì em thấy á, ma thất tình đáng thương lắm. Ma thất tình á, hồn phách không tan chỉ vì quá đau lòng thôi. Như vậy á thì không muốn hại ai đâu. Anh thiệt à? Anh có biết là bây giờ em đang rất là hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh em. Nếu một ngày nào đó em không còn anh bên cạnh em nữa thì lúc đó chắc em cũng trở thành ma thất tình luôn quá. Đưa tay anh coi. Chi vậy? Đưa tay đây. Không phải tay này, tay kia kìa. Anh coi bói hả? Bây giờ á, cái thầy bói phán nè. Hả? Anh biết coi bói? Ừ.
Em sống rất thọ và rất yêu anh. Anh để chọc em hoài ạ. Nếu mà anh chưa cho phép thì em có làm ma cũng không thể nào thoát khỏi vòng tay của anh đâu. Bên cạnh mình giờ không còn anh ấy nữa. Đập Khánh Vy. Anh Kiệt. Em đi đâu vậy Khánh Vy? Em làm cái gì vậy? Em không muốn sống nữa. Em không muốn sống trên đời này nữa. Em bị điên hả? Tại sao em dễ dàng bỏ đi sinh mạng của mình? Cả những người thân, những người đang nói lắm dễ mà. Em khổ quá. Anh xin em Khánh Vy. Làm ơn đừng làm như vậy. Đôi mắt mình không? Không còn nhiều thời gian để dỗ theo trong chừng bảo vệ em nữa. Được rồi, không biết phải làm. Em không nhảy xuống là tốt rồi. Bình Diên. Nè, đi hoài không thấy mệt hả? Cả ngày nay á, đi tới đi lui hoài à. Làm anh chóng mặt muốn chết luôn vậy á. Ở công trường gặp biết bao nhiêu người á, về đây thêm em nữa, mệt muốn chết người luôn vậy. Thì ai mượn anh nhìn, anh đi ngủ đi. Trời ơi, anh cũng muốn lắm, nhưng mà đói bụng quá à. Rốt cuộc bây giờ em có theo anh ra ngoài đường ăn cháo hay không? Nguyên một ngày không chịu tới sưởng mai. Sáng giờ có ăn uống gì chưa? Ăn sao nổi mà ăn. Hải Đăng đi từ đêm hôm qua đến giờ, mưa bão ầm ầm. Người ta lo muốn chết à. Bộ anh không lo hay sao mà ăn với uống hả? Trời ơi, nó đi kiếm cái cô tiểu thư nhà giàu kia rồi, hội hợp với người ta luôn rồi. Hôm nay không phải là ngày đầu nó đi vắng bóng vắng vía suốt ngày đâu. Dạo người mẫu người biết gì đó cũng đi biệt tâm. Cái cô tiểu thư đó đó, dùng cách gì mà để mê hoặc Đăng? Đăng giống như là phát rồ lên gì cô ấy vậy đó. Anh Thiện à, tụi mình đi kiếm tiền với học hỏi bấy nhiêu là được rồi. Hay là mình về quê đi. Em sợ Đăng rút chân lại không được. Cái gì? Về quê hả? Thôi, em muốn thì tự rủ nó về đi. Còn hơn một tháng nữa vụ mùa mới tới. Ở đây công việc đang kiếm tiền ngon lành, tự nhiên về dưới uổng lắm. Không được, đi ba người thì phải về ba người. Anh ở lại, Đăng diễn cớ rồi sao? Muốn nó về á, có gì đâu mà khó. Chỉ cần á, dì Trâm nói một tiếng thôi. Dì Trâm đang bệnh phong thấp mà. Dì kêu nó về á, là về liền chứ gì. Đúng rồi ha. Số nào quắc à, nghe không anh? Chắc Đăng á, hôm qua đi gấp quá bỏ quên. Giờ nó điện về. Alo, ai vậy? Tôi là Hải Dân, cô là Hồng Loan phải không? Tôi gọi điện thoại để báo cho cô là anh đang bị đụng xe, đang nằm ở bệnh viện. Hai người tới gấp nha. Hãy Đăng, từ từ thôi. Anh thấy trong người sao rồi?
cẩn thận đó. Tôi đang ở đâu nhỉ? Tôi bị làm sao vậy? Xe tông đó. Anh quên rồi hả? Cũng may á, là chiếc xe nó thắng kịp á. Anh chỉ té xuống đất, đầu đập xuống đường. Bác sĩ nói á, là chỉ bị chấn động nhẹ thôi. Chỉ cần theo dõi vài ngày á, là sẽ được xuất viện. Tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Vậy bây giờ cô à, giờ cho cô sao không? Tôi nhớ lúc đó hả? Chiếc xe đó chạy nhanh lắm. Nó lao thẳng vô cô, bước kèn in ỏi luôn. Mà sao cô không né đi? Cô biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Lúc đó tôi sợ lắm, tôi hết hồn hết vía luôn đó. Anh ngốc lắm đó. Sao lúc đó mà anh không có cách nào khác để gọi tôi hả? Ví dụ như kéo tôi ra cũng được vậy. Mất gì mà chạy vô vậy? Anh mà gặp chuyện gì, bộ tôi sống yên sao? Thiệt tình lúc đó gấp quá gấp quá tôi nghĩ chưa ra. Tôi bây giờ chết cũng không sao nữa. Nhưng mà anh kìa, anh mà có chuyện gì tôi biết kiếm đâu để đứa con hiếu thảo để đền cho mẹ anh đây. Cô mà cũng biết nói như vậy nữa hả? Ủa không đó. Vậy thì làm ơn tránh xa Hải Đăng ra giùm đi. Tiểu thư hống hách đổng đảnh như cô, hễ một chút là hờn giỏi bỏ nhà ra đi rồi lại đợi người nhà mời về. Nhưng mà hả, nếu mà có chuyện gì thì làm ơn đừng có lôi Hải Đăng vào cuộc. Mà sao Loan với anh Thiện biết em ở đây vậy? Cô Dân này nè, gọi điện báo tin. Con bé Loan này nè, nó nặng nặc đòi vô bệnh viện trong đêm. Nhưng mà cô Dân nói tình trạng không nguy hiểm lắm, nên đợi sáng tụi ta mới vô nè. Cảm ơn anh với Loan nhiều lắm nha. Cảm ơn cái đầu Đăng á. Đăng nghĩ thử coi, nếu như mà dì Trâm biết Đăng là một đống như vậy thì sao hả? Hả? Cái gì? Má, má biết thì chết rồi. Bình tĩnh. Không có đâu. Tao có cho con Loan liên lạc với dì Trâm đâu mà biết. Loan chỉ đang nói là nếu như thôi. Hết hồn. Thôi, tôi xin phép xuống căn tin mua ít đồ. Mấy bạn tự nhiên nha. Vâng. Cô Hải Trân à, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thiện, anh nuôi của Hồng Loan. Chắc cô cũng biết á, tôi và Hải Đăng là cùng quê, rồi ở chung phòng trọ với nhau. Nếu đúng như thằng Đăng hay kể á, thì cô giám đốc của nó là người rất thẳng thắn. Ít nhất á, thì cũng phải hỏi thăm vài câu, vài tiếng khách sáo làm quen được không? Xin lỗi, tôi không có thói quen lòng vòng. Thôi được rồi, tôi cũng không muốn mang tiếng mất lịch sự, nhưng coi bộ không thẳng thắn thì không được. Thật ra mối quan hệ giữa cô và thằng Đăng là gì? Nếu giữa cấp dưới, giám đốc với nhân viên thì không phải kiểu vậy đâu. Mà thằng Đăng cũng nghĩ gì rồi, vậy coi như mối quan hệ này chấm hết. Còn nếu là bạn bè thông thường thì coi bộ đã vượt quá giới hạn. Nó đã bất chấp nguy hiểm cứu cô, hay là quan hệ nam nữ? Không phải như anh nghĩ đâu. Như vậy thì tốt quá. Tôi chỉ sợ cô Hải Dân thấy thằng Đăng khác người trong thế giới của cô, nên cô muốn dạy dò nó làm thú vui nhất thời cho cô. Mà nè, tôi nghĩ sao nói vậy nha. Hai người á, vốn xuất thân là hai loại người khác nhau, không thích hợp quen nhau đâu. Thông thường câu hỏi này phải do người nhà của tôi, người ở tầng lớp với tiền nói ra mới đúng. Không ngờ hôm nay tôi được nghe ngược lại. Mắc cười thiệt đó. Anh yên tâm, tôi chỉ coi Hải Đăng như bạn bè. Tôi tin Hải Đăng cũng nghĩ như vậy. Chỉ vì anh ấy quá tốt, một người không hề biết toan tính, không hề biết lợi dụng ai, lúc nào cũng hết lòng với người khác. Chính điều này mới làm tôi thích ảnh. Cô nói cũng đúng, cái thằng đó khờ khạo lắm. Từ nhỏ tới lớn, ở dưới quê á, lúc nào cũng bị người ta ăn hiếp. Mà quay lại nhờ giả thì nó liền. Chắc tại tính nó tốt bụng nên bé Loan mới để ý vậy. Làm anh nuôi như anh cũng đề cao trách nhiệm quá ha. Lo lắng chuyện tình cảm của em gái. Đành chịu thôi. Tuy danh nghĩa là anh em, nhưng tôi với bé Loan á, không có chút máu mủ gì. Làm sao? Thôi, không có gì. Nếu hồi nãy á, tôi có phát ngôn thiếu lịch sự với cô Dân, tôi xin lỗi nha. Vì bé Loan á, tôi phải đóng vai người xấu. À mà nè,
Cô định mua cái gì cho anh Đăng ăn hả? Tôi biết nó thích gì, để tôi mua cho nó cho. Cảm ơn anh. Đến từ tầng lớp khác nhau, ý là không xứng chứ gì. Anh ta không biết đó thôi. Hiện tại mình mới là đứa con do mẹ dụng trộn sinh ra, là một đứa con ngoài giá thú. Mình mới đúng là không xứng, chứ không phải là Hải Đăng. Trả điện thoại cho Đăng nè. Đăng điện thoại về cho chú Tư đi. Ủa, mà làm chi vậy? Thì nhờ chú Tư báo tin là ba đứa mình chuẩn bị về quê. Cái gì? Về quê hả? Ủa mà mình mới lên Sài Gòn chưa có lâu, chưa có học hỏi, chưa có kiếm tiền nhiều mà về quê chi sớm vậy? Bộ đang tính ở lại đây luôn hả? Học cái gì mà học? Học cuộc đời bấy nhiêu đó là đủ lắm rồi. Loan đi học ở xưởng may, coi như cũng biết thêm được một nghề. Còn Đăng á, suốt ngày cứ đi theo cái cô tiểu thư đỏng đảnh kia. Rồi ngoài việc học làm người thượng lưu, đã học được cái gì đâu? Đăng định là... Còn nữa, bộ Đăng không nhớ gì Trâm sao? Loan thì bắt đầu nhớ má rồi đó. Loan tin chắc là ở nhà người lớn cũng ngóng tin tụi mình lắm á. Hơn nữa, dì Trâm còn bị mắc bệnh phong thấp nữa. Ở nhà chỉ có hai người già, rồi ai chăm sóc ai đây? Đúng rồi, Long nói đúng rồi. Bây giờ sắp tới mùa mưa, thời tiết sẽ ẩm và lạnh lắm. Chắc chắn là bệnh khớp của mẹ sẽ tái phát. Thôi, đi về quê đi. Đúng rồi, mình phải đi về quê mới được. Quyết định vậy nha. Ừ. Đây, cháu của Hải Dân mua cho Hải Đăng đây. Anh á, chuẩn bị với em đi về phòng trọ thu xếp đồ đạc, sẵn tiện trả tiền cho bà chủ nhà luôn. Đăng đã quyết định về quê với em rồi. Đợi khi nào bác sĩ cho xuất viện, em sẽ đưa Đăng thẳng về quê luôn. Về quê? Anh định về quê hả? Ừ. Tụi tôi chỉ định lên Sài Gòn vài tháng thôi, tới lúc phải về nhà gặp người thân rồi. Còn có người thân đón là hạnh phúc rồi. Lẽ ra Loan tính ở lại đây chăm sóc cho Đăng, nhưng mà thấy Đăng bị thương cũng không có gì nhiều, thôi Đăng ở lại đây nghỉ ngơi cho mau hết bệnh. Mọi chuyện á, cứ để Loan với lại anh Thiện lo là được rồi. Bệnh á, mà có người cứ khó chịu xung quanh, sao mà khỏi được. Đăng biết rồi. Đăng tự lo được rồi. Hay là lo về chuẩn bị đồ đạc gì đi. Thôi mình đi chơi đi, tao đi về. Dạ. Tôi về nha. Thì sao? Vô bốc thêm canh bổ rồi đi luôn. Ông chủ à, nhưng mà cậu Khương Duy nói là cô Vi chưa có tỉnh lại mà. Bây giờ mình mà đem qua, cậu cũng đâu ăn được đâu. Thôi, thì cứ đem đi. Biết đâu mình tới nó đã tỉnh rồi. Dạ. Hai người tới nhà thằng đó nữa hả? Thằng đó là thằng nào? Con đâu còn trẻ trung gì nữa đâu mà lại nói năng bất lịch sự vậy? Nếu không nhờ thằng Khương Duy thì bây giờ Khánh Vy đã là ma ở dưới đáy sông rồi. Tất cả mọi chuyện là do con gây ra đó. Cậu chủ à, bác sĩ nói cô Vy hôn mê từ chiều hôm qua tới giờ. Hay là cậu cũng qua thăm cổ đi nha. Không cần thiết đâu. Biết tôi tới có khi cô ta không thèm tỉnh lại. Tôi chưa tới nhà rồi vợ về là mai lắm rồi. Đâu ra cái lý chồng tới nhà tình địch thăm vợ dưỡng bệnh ở đó. Đến giờ này mà còn mở miệng ra nói những cái lời xuyên tạc như vậy hả? Trái tim còn bằng cái gì? Là gỗ hay sắt đá? Thôi, vậy sao? Mình đi thôi, không chịu hơi nói chuyện với thằng này. Tôi đi nha cậu chủ.
Lady Madison. Ừ, Nam hả? Tôi đây nè. Cậu làm giúp tôi một chuyện nha. Khương Duy, cái bác sĩ Dương, cậu á, tới hỏi thăm ông ta cặn kẽ về tình trạng bệnh của Khánh Viên nha. Dạ, nhưng mà thông tin của bệnh nhân là thường phải bỏ hết. Bỏ hết mấy cái nguyên tắc giới dẫn của cậu đi. Có tiền á, là được hết á. Cậu cứ tới nói là chồng của bệnh nhân, anh ta muốn biết về tình trạng của vợ là được rồi. Đi nghe. Dạ, chào sĩ. Ông chủ à, tôi thấy ông á mua điện thoại nói chuyện với ai á, sao không gọi đi? Tôi tính gọi cho Hải Đăng hỏi thăm tình hình của mẹ nhân. Hai ngàn rồi chưa thấy nó liên lạc gì, tôi lo quá. Em cho gọi liền đi. Tôi chưa gọi vì còn đánh đo một chuyện. Tôi sợ nó cũng nhận biết thằng Hải Đăng báo tình hình cho mình thì nó sẽ trốn thằng Đăng luôn, như vậy thì càng phiền. Bản thân ông nội hùng như tôi thì cũng chưa biết nói chuyện như thế nào với cháu gái đây. 27 năm rồi, cứ tưởng thiệt tình, tôi rối quá. Cháu gái á, thì trước sau gì cũng là cháu gái. Tình thương của ông chủ dành cho mẹ hai nhân đâu có thay đổi đâu. Thì tôi thấy ông chủ cứ thương thương đi, đợi bây giờ nó qua được cuộc sống này nữa. Tạm thời á, ông chủ cứ liên lạc bí mật với cậu Hải Đăng đi. Nhưng mà ông chủ nhớ nhà cô Hải Đăng, đừng có cho bé Nhân hay là được rồi. Tôi nghe thôi ý chị, chứ tôi nghe cũng giận quá. Nè, ăn thì cứ ăn đi. Sao mà tự nhiên nhìn tôi trân trân giống như người ngoài hành tinh vậy? Coi chừng mắt nghẹn bây giờ. Ăn cháo mà sao mắt nghẹn được cô? Nhưng mà tôi xin lỗi. Biết sao không? Tại vì á, tôi không bao giờ tưởng tượng được có một ngày giám đốc lại chăm sóc tôi tận tình đến vậy. Tính ra tôi bị xe hung vậy cũng được đó. Đúng là may mắn luôn. Gặp vận may, hiếm ai gặp được. Bị xe hung vậy mà không chết. Tính ra là may mắn hơn xui. Đừng có mơ. Trời ơi, tôi nể tình đó hả? Anh đưa tôi vô đây á là anh lãnh nạn giúp tôi thôi. Chứ không lẽ anh bị thương như vậy mà tôi học giúp gì coi sao được. Ủa mà tôi bị thương chứ đâu có bị thương ở tay đâu. Đâu có bị thương ở tay phải đâu. Giờ anh nhất định phải chọc tức tôi anh mới chịu phải không? Được rồi, tay không bị thương hả? Tự cũng mà ăn đi, ai rảnh đâu mà đúng. Không bị thương tay phải, nhưng mà tay trái thì bị thương. Thế cũng được. Ăn xong, vô uống thuốc đó. Muốn sớm xuất viện được về quê, phải nghe lời bác sĩ dặn đi. Nhưng mà, giám đốc ơi, tôi hỏi thiệt nha. Bộ, cô muốn tôi về quê, ở dưới quê luôn hả? Cô không muốn tôi lên thành phố nữa đúng không? Chuyện của anh đi hay ở, tùy anh. Tôi làm sao mà quản lý được? Có điều tôi thấy như vậy còn được gặp những người thân của mình thì hãy trân trọng, vì chúng ta không biết bao giờ mình sẽ mất đi tất cả. Ở đời đôi khi mình không có ngờ trước được đâu. Tôi chỉ buồn cùng với cô. Anh ăn rồi nghỉ ngơi chút đi, tôi ra ngoài dạo chút. Nhớ hơn hết đó,